Xin chào tất cả anh em và cộng đồng nha mấy anh em. Chúc các anh em, các anh em và cộng đồng một ngày mới vui vẻ nha mấy anh em, và kiếm tiền thật nhiều nha. Hôm nay anh Cường anh mới đặt hai cái giò heo trước của con heo á mấy anh em, mới đặt qua bữa nay sáng sáu mấy đi anh Cường anh đi lấy nè, lấy về làm đám gì, đám giỗ anh còn đám giỗ mùa ba mà mâm chiều mấy bạn ơi. Đây hai cái giò heo, đây hai giò heo chút rửa sạch rồi cạo lông đồ xong rồi mình ốp xong rồi mình đem vô mình quay luôn. Hai anh em chút sửa cái lu quay lại. Anh Cường thì anh phụ trách làm cái lu. Đây anh đang rút lúa cho gạn cái đó. Rồi một chút mấy hai anh em sửa mấy cái lu lại đàng hoàng, vừa sửa vừa quay cho mấy anh em xem nha. Mấy anh em ơi, mình với anh Cường giờ cạo bả lông làm sạch cái giò heo trước rồi mình. Sau khi mình rửa cạo lông heo, giò heo đồ sạch sẽ mấy anh em ơi, rồi mình mới làm cái xăm giả chiến, xăm cho da nó, bây giờ mình xăm da như xăm mình đó, như thế. Anh Cường thì anh đi mua sắp tới đây, chạy tới cái ngọt và nước ngọt thì lên đây rồi cái ngọt thì mình nói sao nha. Giờ mình thơm cho nó thấm thôi, thơm cho nó lụng da ớt cho thấm nha. Giờ anh Cường mầm tỏi để ớt nha mấy anh em, ớt vô giò heo nha. Đây tỏi, tương hột, chai tương hột ngon nha. Sạch tế cái nồi này nhỏ rồi phải không? Có rồi.
dùng cho mình hai cái nồi đó, đó. Hai nồi này phải không? Rồi lấy nồi hai. Nước sôi rồi con nghe phớt tao không biết sao. Rồi để lên chần đó, ờ tao bắt nồi đó. Hết tỏi luôn hả? Còn hả? Xài tỏi nhà mình luôn hả? Còn thì tỏi đừng lo, tôi mua đó chứ, tôi mua đâu hả? Gì hả? Cái này là cái đó đó, mua cho anh mua đem lên nó cũng dạ, cậu ba không? Nấu thì tôi làm vậy đó, thôi nha. Cậu ba thì ổng kêu cậu ba ổng kêu đem qua bên đây nói của anh ba nó kia anh ấy mà cũng thật lớn cho một xíu nước mắm phú quắc vô nghe mấy nè xíu thôi khoảng một nắp này thôi nắp nó đi này nắp cho vô sao mình quậy lên sao cho nó vừa ăn hơi cứng cứng chút xíu nha mấy nè cho nó hơi cứng cứng chút xíu để mình ớt cho thấm vô thịt là vừa còn nó vừa ăn thì ớt vô thịt thì hơi là lạc ra mới làm nước chấm mà vừa ăn thì nó ngon hơn. Rồi xong cái dĩa nước ớt chờ cái mình chờ rồi chúng dọn heo đây chúng heo ơi hớt nó khoảng 2-3 tiếng thì lặn nghe mấy nè 3 tiếng hột nó khoảng 3 tiếng hồn đó thấm mình đem vô luôn quen nha cái này là được không? Ừ rồi xong đây là hai cái giò trước heo mới xong xong rồi nghe mấy em giờ đã chuẩn heo nước sôi bên đây thì anh ba thì anh ba thì dụm em mấy ký em rồi 4 kg hầm nước dừa hả anh ba hầm nước dừa với gì với bí đao hả đó đây đại luôn bí đao củ cải cà rốt đó còn anh Tuần thì rửa cái nồi để hầm ấy để hầm dụm heo nghe mấy em rồi anh rửa xong rồi anh còn nhiều chuyện lắm anh làm móc rồi anh làm cái lu nướng nữa anh còn là cực nhất nghe mấy em biết anh ba cái lu nướng rồi mấy anh em ơi sau khi mình trụng xong bây giờ mình lấy nước ớt lúc nãy nè mấy anh em ơi cái nước ớt tương với sa tế với tỏi bột ngọt nước mắm muối rồi nêm thử miếng rồi nó thêm vô một miếng muối tới trong đoạn sau bóp nữa thôi chế lên ha lặt lại ha chế lên cái này chúng này chế cho có màu mè vậy thôi đổ vô trộn trộn bóp kho bóp nha kho bóp đùi em đùi em trắng nõn kho bóp nó anh ba ơi à,
rồi mình để nước ớt gì về cho nó thấm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nha mấy anh em. Trong khi để nó thấm mình soạn mấy cái lò với anh Cường với mấy cái móc để móc với để kéo mấy cái da nó lên, kéo mấy da lên gì nè đó, quay coi cho nó đẹp, kéo da xích lên gì nè đó đó. Cái hồi mình kiềng như chị lại quay cho nó đẹp chút. Rồi xong game rồi đó anh em ơi, lên để nó thấm thôi. Thấm vào da vào thịt là tới tay luôn rồi. Để cho nó thấm một chút quay mình sẽ quay cho mấy anh em xem nha. Giờ vô sửa mấy cái ru lại cho đàng hoàng. Xây cái lò giả chiến. Cháy hết luôn mấy này cũng được hết các bạn. Rồi mình đốt cái lò cho nó nóng cái lò nghe mấy anh em. Không sao đâu, cháy bỏ luôn xe không được. Đây mình hông cái lò cho nó nóng cho nó mới nha, lò mới mình hông lò cho nó thiệt là nóng nha mấy anh em. Trời nổ luôn kìa. Rồi mấy anh em ơi, sớm giờ làm mấy cái móc với ốp thôi cũng 20 tiếng rồi ha, 3 tiếng rồi ha anh Cường. Bây giờ mình móc cái ấy vô nha, để mình quay nha. Đó, cái lò bên đây, cái lò anh Cường móc hai cái vô làm móc điện nghệ luôn không. Cái này được cái cây thép đó anh Cường, mà dây chuyền thì nó đang cái thép đưa vào cái miếng
sắp như là đây, bên đây là cái lò than mấy anh em ơi. Đây có hai cái móc phụ nữa. Đây à, đây anh Cường làm cái móc phụ thứ em rồi, làm cho anh ta nhìn ta coi vậy. Đó rồi, chẻ tay nó tiêu luôn, không thấy luôn. Khổ không chăm bề. Rồi, để anh Cường anh sửa cái đó cho thẳng lại, mình qua mình quay cái lò nha. Cái lò giả chiến nha mấy anh. Tôm để lại đây. Đó. Quay trong miệng lò luôn. Đó, ở dưới. Rồi cái đầu để cái miếng đó vô cái mình để hai cái giò heo vô, cái mình lấy lá chuối mình đậy lên trên nắp, rồi mình đậy cái miếng tôm lên nha mấy anh em. Rồi. À, vô luôn anh ơi. Củi lửa sao rồi đây? Sọt thêm mới đi, nãy đứng gần quá nóng quá anh Cường ơi. Kiểu này là trời giờ hư trời. Nóng dữ lắm luôn hả? Nóng dữ lắm luôn rồi. Đâu thử rồi treo tới đâu. Để vô luôn nha. Đó. Rồi, tối quá. Quên bật đèn lát luôn, giờ này đang quay bật đèn lát không được, ngộ cái máy này quái lắm. Chà, không còn ổn luôn nha anh Cường ơi. Bây giờ mình thử gửi cái lửa này thử 2-3 phút rồi sao. Nãy khi ra gì rồi, ok. Cái lửa chỉ tắm mình đợi giờ đó là xếp rồi. Số của ai gì 0880 mình chạy. Nãy giờ mình đã để vô cái hai cái giò heo vô rồi mấy anh em ơi. Bây giờ đậy lá chuối với miếng tòn lên nha, cho nó hầm hầm cho nó chín thịt vô tới trong nha mấy anh em. Bốn miếng lá chuối thì nóng kiểu đó thì nó mau khô hết. Đó. Ngay nhà lá vườn luôn. Cho thêm cái áo nữa. Có nhúng nước không? Nhúng xương miếng nước đi. Để nó khô hỏi cháy cái áo rồi. Cái lò mới cái lò này làm giả chiến thôi nghe mấy anh em. Mình mốt xây cái lò cho nó đàng hoàng lại. Này làm giả chiến để quay hai cái giò heo để cho cậu ba ổng làm đám giỗ vợ mợ ba. Đàn áo lên. Đây, miếng thiếp. Cái này chắc khoảng 10 phút dở ra xem thử quá chứ để lâu quá mình cũng không dám để lâu đâu mấy anh em ơi, để lâu quá chứ nó khát bất tử chết luôn đó. Đây, đây, miếng thiếp. Okay. Rồi, 5 phút sau dở ra xem, dở hộp ra xem luôn trong đó có cái gì để thao đó, hồi mình quét mình đem ra mình quét nữa. Rồi để lên trên. Đó, để đây với cây chuối, cây cỏ bằng chuối quyền thoại. Quyền thoại là cây cỏ bằng lá chuối. Nếu bằng cây nhánh chuối. Rồi mấy anh em ơi, nãy giờ cũng được 10 phút rồi đó mấy anh em ơi, giờ dở ra thăm nó coi, sợ nó khét, lửa nóng quá. Không. Tiêu không nãy giờ không biết đi đâu rồi nữa. Cầm này. Không biết sao rồi, dở ra coi đi. Cái gì cũng mau đó. Rồi trở về luôn, bỏ vô trong cái. Bây giờ nóng lắm. Quét thêm một nước cho mình trở về để mấy em ơi. Nhúng nhúng ở dưới xem
5 phút là về. Mời vừa 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 vừa. Mình quét thêm một nước nữa cho nó thấm nha các em. Quét xong rồi mình bỏ vô lò. Chút quay giòn nữa rồi mình sẽ quay cho mấy anh em xem nha mấy anh em. Còn nó khác thì thôi nha mấy anh em. Mấy anh em ơi, sau khi mình quay trong lu nãy giờ nó vàng rồi, giờ mình đem ra mình lấy ra cho nó giòn nha mấy anh em. Đây, trong lu còn cục nữa. Thôi được rồi, anh rồi ban qua cho anh ra cho mấy anh. Này còn cục nữa. Mất ra chuyện khác luôn. Đầu vàng quá vậy em ơi, vàng khè luôn. Người đứng hơn người nằm đi chạy. Rồi, đứng nãy giờ vàng, lấy da nó vàng, đứng hơi giòn giòn nha mấy bạn. Không có chỗ khác. Rồi giữ đứng cái cục thịt này cho nó vàng đẹp coi. Lấy da nó cũng có nổ phồng phồng nha. Nhưng mà có chỗ hơi khác chút xíu, chỉ có chỗ này thôi. Thấy da phồng 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 lên thấy rõ ràng không? Đang lấy da mấy này nè, đang nổ từ 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 từ. Ngon quá mấy này ơi, thơm quá. Rồi, sau khi nướng xong là gì đây mấy em ơi, quay nướng quay lu. Cũng có chỗ bông, cũng có chỗ vàng, có chỗ hay khác có luôn, đầy đủ hết. Bông lên rồi mấy em ơi, thầu luôn. Rác cặn cảnh vô đẹp không? Đẹp không? Khè khè luôn. Đó già luôn. Hơi phù lẳng luôn. Bây giờ anh Cường anh đang làm chén nước chấm để chấm giò heo quay luôn nha mấy anh em. Đây thịt tôm bớt lửa lại chút anh Cường ơi, nhỏ nhỏ thôi. Tôm bào ra nha, lấy cái muỗng bào ra. Mắm nêm. Ê, đừng quay cái hiệu lại. Quay cái hiệu này nó mắm tôm, chín su, tiêu, ớt không anh Cường? Có ớt không? Ớt thổi chứ. Ớt. Ớt thổi sao chịu. Đập lạ luôn, có lon bia luôn. Anh Ba nước chấm chơi có lon bia luôn, mới ghê anh Ba. Đập lạ mà. Đang nó dẫn chơi thôi. Đang quấy ấy. Thôi rồi một rồi đó. Bắt đầu chế mắm tôm nữa chưa. Tháo cái chai mắm tôm ra. Dặn ra đi anh Cường.
để quay cái làm nước chấm không 20 phút thì kỳ lắm. Rồi cứ cho vô đi đi rồi. Rồi. Ăn luôn đi. Tôm tôm tiêu này. Đó. Đó, để vô cho niêm cho vừa ăn là quậy quậy lên là xong mấy anh em ơi. Niêm sao vừa ăn mình thôi. Đừng có đậm mùi quá cho nó hòa đều với nhau nó mới ngon em mấy anh em. Cái vị này với cái vị cuốc mà. Cũng tôm. À, cái vị nào mà nó lắng vị nào là ăn nó không ngon, nó phải hòa quyện nhau nó mới thơm nổi cái nồi nước chấm. À, trời thử mùi mắm tôm mặn.